Đấy, bây giờ mình muốn nói để cho các bạn hiểu đấy, chúng nó ở bên Mỹ, chúng nó đấu tranh mấy chục năm nay, chúng nó kêu là Việt Nam phải đứng lên, phải người dân bầu rồi cái gì, người dân bầu ra cái người tổng thống thủ tướng gì đấy đấy, bây giờ dân bầu đấy, Mỹ dân bầu đấy. Sao bây giờ chúng mày lại là nổi loạn lên, chúng mày bảo chứ cái đấy là fake news, cái đấy là gian lận rồi cái này cái kia, các đài là gian lận à, fake news. Tại sao đấy, nếu nếu như những cái người cuồng Trump nói là toàn những đài fake news nói không đúng, tại sao người ta không fake news, người ta không nói là ông Joe Biden thua hay là cái này cái kia, tại sao người ta lại không giúp cho ông Trump hả? Đến những cái đài đấy nó còn ghét ông Trump nữa thì đã nhìn thấy sự sự thất bại của ông Trump rồi. Thấy không? Ở ví dụ như là ông Trump ông ấy không phải là tổng thống, xong rồi bầu cử bảo có gian lận này kia kìa. Đây bố bố là tổng thống, bố là cái thằng to nhất ở cái đất nước Mỹ đấy, mà bố suốt ngày bố ăn vạ bù loa này núi rồi ơi, cho Biden đó nó cái gì gian lận này kia cái thứ à, chốc cái bà thằng Nguyễn Vũ lại lên có bằng chứng rồi luật sư rồi cái này cái kia, rồi cái ngày mà mới có cái bệnh con vi đi con vịt này đó, thì bọn chúng nó lên chúng nó con cả con bé tí nó cái chuyện cái này gì là giả thôi, làm gì có thật, bệnh này không có thật. Bây giờ có thật không? Bầu cử xong rồi. À, tại sao bây giờ bắt đầu bắt đeo khẩu trang không đeo phạt tiền kìa? À, thế bây giờ chúng mày ăn nói với người Việt Nam như thế nào? Ngồi lên trên này nói phép cho nắm vào xong bắt đầu. Bây giờ ăn nói với người Việt Nam như thế nào? Vừa anh nghe đâu bảo ông ex chủ tịch cộng đồng á, chủ tịch cộng đồng cũ ngày xưa làm sao bị chết vì Covid á, bây giờ chúng mày ăn nói như thế nào, người Việt chết á, có thật không? Mẹ cái lũ điên, làm cái gì thì làm, nói cái gì thì nói, đừng có, mình phải hiểu biết thực sự đã rồi mình hãng lên mình truyền bá những cái này cái kia cho người Việt Nam. Người Việt Nam người ta đã không biết tiếng Anh, người ta đã không hiểu biết nhiều, thì mình phải làm sao để cho người ta hiểu biết, đưa những cái tin nó cụ thể. Mình là, ví dụ là chính thức là một cái người truyền thông. Truyền thông là gì hả? Truyền thông là truyền những cái tin tức cho những cái người thính giả người ta nghe, chứ không phải là truyền thông là mình nói ra cái ý của mình, hiểu không? Không phải là tôi nghĩ thế này tôi nghĩ thế kia rồi ông Trump thế này ông Biden thế kia, tôi nghĩ là nó là như thế, xong rồi lấy cái lý luận ra để nó ráp vào để thành một ra một cái tin tức. Cái đấy không phải gọi là truyền thông, cái đấy là tâm sự, cái ý nghĩ của mình, cái sự suy nghĩ của mình thôi. Không phải là truyền thông. Truyền thông là không bao giờ mình nói ra cái sự suy nghĩ của mình ở trong đó. Chỉ là những cái gì nó xảy ra mình đưa những cái tin tức đấy cho người khác, người ta truyền truyền cái tin đó cho cái người người ta nghe, gọi là truyền thông. Ba cái ông ấy ngồi trên này bốc phét ấy, toàn những thằng muốn câu view câu like để kiếm tiền thôi. Người ta có công ăn việc làm đàng hoàng á thì người ta đi làm rồi, không có ai rảnh hơi mà ngồi hàng mười mấy tiếng like all the time ở trên YouTube. Những cái thằng đấy nó chỉ kiếm tiền của các ông các bà thôi, nó phun nước bọt đấy. Truyền thông suốt ngày lên truyền thông với nhà báo, chưa có một người Việt Nam nào ở bên hải ngoại gọi là bên Mỹ đi làm truyền thông mà đứng trước tổng thống Trump ấy mà phỏng vấn người ta đi, đó mới gọi là nhà báo đó, đó mới là có bằng có cấp có này có kia. Truyền những cái đưa những cái tin tức ấy, người ta lập tức người ta đến ngay tại hiện trường, người ta được quyền vào đấy để quay phim chụp hình thì mới gọi là nhà báo, đừng có xưng danh lắm quan ngoại à gì nữa, đúng không?
nhà báo người ta phải ăn lương của cái cơ quan truyền thông đó, đó mới gọi là cái người chính thức. Ở bên này phải có bằng, có cấp, kể cả Việt Nam nữa. Còn nó lên trên này nói chỉ là YouTuber rồi, hiểu chưa? Đừng có xưng danh nữa. Mẹ, nhà báo mới nhà viết. Cái đó buôn chuyện dưa neo, đúng rồi. Chào Văn Cầu nhé, chào tất cả các bạn. Chị ơi, bọn Ba Sọng nó khốn nạn lắm, nó thấy người trong nước bị chết do thiên tai lũ lụt dịch bệnh là nó vui mừng, nó xúc vật. Chính xác là như vậy. Chúng nó từ xưa đến nay chúng nó là như vậy. Những cái đứa chống cộng đấy, chứ không phải hoàn toàn ai cũng như thế, mọi người. Những cái người người ta còn thân nhân, bà con này kia các thứ, ở Việt Nam thì không bao giờ người ta có cái sự suy nghĩ như thế. Người ta luôn luôn người ta muốn cho gia đình người ta làm ăn khấm khá, rồi người ta không phải lo nghĩ ở bên này. Tại vì bên này áp lực rất là nhiều mọi người. Đi làm rồi trả tiền bill, tiền này, tiền kia đủ các thứ. Rất khi sắc ạ. Xong rồi này, lo cho gia đình ở Việt Nam nữa, đúng không? Bố mẹ già rồi, anh chị em nghèo thì cũng muốn bên này giúp đỡ. Thế người ta, những cái người có thân nhân ở Việt Nam luôn luôn người ta mong muốn cho những người ở Việt Nam được tốt, để người ta đỡ phải lo lắng nhiều. Tại vì cuộc sống ở bên này ai cũng có cuộc sống riêng thôi, đúng không? Kể cả Việt Nam vậy. Các bạn lấy chồng, lấy vợ đi ra ngoài sống, các bạn lo cho gia đình bạn chứ. Bố mẹ cũng chỉ là một phần, anh chị em cũng chỉ là một phần. Anh chị em mà người ta gọi là cái gì nhất phận ấy, đúng không? Giúp hay không giúp đấy là cái quyền của người ta, không có ai bắt được ai cả. Thế nhưng mà khi mà người ta sang đến bên này rồi, cái cuộc ở Việt Nam á, những cái người mà đi về mà cứ to mồm á, bên này sung sướng lắm, làm cho cái người Việt Nam người ta nghĩ ở bên này nhiều tiền lắm, giống như là đi sang đây nhặt được tiền vậy đó. Như sang đây giống như là tiền nó mọc đầy đường, đi ra hái vào là xong rồi. Cho nên người ta cứ nghĩ là người Việt Kiều sống ở bên này nhiều tiền lắm. Nhưng người ta đâu có hiểu được cái cuộc sống ở bên này á, nó áp lực như thế nào đâu, đúng không? Thế xong rồi á, nói ra thì chúng nó, cái bọn má nó chỉ ngồi không, nó không làm gì á, chống cộng á. Thì so với ngày xưa, cái thời nó đi thì đương nhiên là phải hơn rồi. Thì nó sang đây, cái bức tranh ở Việt Nam nó vẫn chưa xóa được trong cái đầu nó. Cho nên nó luôn nó nghĩ là ồ, bên này như thế này là sung sướng, quá sung sướng rồi. Nhưng mà chúng nó đâu hiểu được cái sự sung sướng, hạnh phúc là cái gì đâu. Hạnh phúc là gì, sung sướng là gì, như thế nào nó mới là thật sự là hạnh phúc. Hạnh phúc đâu có phải là cứ nhiều tiền ăn nhiều là sung sướng đâu. Mình đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Ăn cho nắm vào chỉ tổ máu cao, mỡ cao ấy. Đấy, cái đấy là cái khổ của cái sướng trong cái sướng. Người Việt chính xác. Người Việt hải ngoại chỉ là nhà báo cộng đồng thôi, chứ tư cách gì mà làm nhà báo đại diện cho nước người ta. Cái đấy chỉ là một cái làm truyền, giống như là bà tám cho cái cộng đồng ấy thôi, đúng không? Thì nếu như mà mình muốn cho những cộng đồng Việt Nam hiểu biết nhiều ấy, thì trước tiên cái cộng đồng đó phải giao giảng làm sao cái luật pháp ở Mỹ như thế nào, ở nơi mình sống như thế nào, mình được quyền làm những cái gì và không được quyền làm những cái gì, phải đưa lên những cái thực tế cho người ta biết. Và những cái người đấy cũng phải hiểu biết thật sự về cái luật pháp ở bên đấy. Mình sống ở đâu cũng vậy, mình phải thực sự hiểu được cái luật pháp tối thiểu ở bên này thì mình mới sống được. Cũng giống như mình lái một chiếc xe đấy các bạn. Nếu mà không biết luật pháp thì chỉ có đâm xe suốt ngày thôi, đúng không?
trước khi mình trèo lên cái xe ngồi, mình phải hiểu được cái luật của lái xe như thế nào, đúng không? Nếu mà không ấy thì mình ra ngoài kia là mình bị tông xe rồi. Cũng giống như mình sống ở bên này thôi. Cái gì mình phải hiểu tối thiểu, thì cái cộng đồng đó, những cái người hiểu biết, những cái người biết tiếng Anh, những em này kia phải phải nói cho người ta biết, đúng không? Đây không, nó bịt con mẹ nó đi, xong bắt đầu nó lừa đảo người ta. Nói đơn giản như chẳng hạn như là cái chuyện chống cộng thôi. À, nó thấy ai cầm cờ đỏ hay là cái gì đi là nó nói lên như là cái luật đấy là mày mày cứ việc ra đánh nó hay là cái gì đi, không sao đâu. Đúng không mọi người? Những cái người sống cộng thử suy nghĩ xem. Nếu người ta, cái cộng đồng đó, nó thật sự vì các ông các bà á, nó sẽ nói thế này này. Cái luật ở đây nó không cho phép mình làm như thế. Đúng không? Thì những cái người đấy không dám làm, không dám làm những cái chuyện như thế, không dám hùng hổ ra, thì cái đấy là nó bảo vệ cho cái cộng đồng. Chứ không phải người ta làm như thế là không chống được cộng, đúng không? Trước tiên á, mình phải làm cho người ta hiểu được cái luật pháp, chứ không cứ cứ suốt ngày cộng sản ở đây nó ra cái luật gì nhỉ, cái gì ai ai mà bắt tay với cộng sản mấy cái gì thì báo ngay cho FBI, để cho FBI này điều tra này kia các thứ đấy, nó bịt người ta đến như thế. Cái đấy có phải nhồi sọ không?